Thank you.
các bạn chỉ về toàn thể là tốt và cái triển lãm là sau khi mà tôi thì giữ nhiều lần cái triển lãm của họa sĩ Trương Thanh Minh thì tôi có một vài suy nghĩ sau khi tôi có cái trao đổi cùng với Kim Vinh thì nhà cũng phải tập hợp thì tôi có bài phát biểu trao đổi với các đồng chí ở đây. Cái trường phái Việt Nam á có thể nói là một cái trường phái lớn, có một cái truyền thống, những cái nội dung á và sắc thái của cái tranh phim ảnh cả đó thì cái này có tiếng ở thế giới rồi. Bây giờ đó anh Trương Thanh Minh anh là người ở đây học ở đây sân trưởng ở đây và trong quá trình trước đây cũng từng tham gia cái hoạt động cách mạng từ nghèo khổ lần lần anh xây dựng một cái cơ ngơi chưa phải lớn nhưng mà bây giờ cái trường phái Việt Nam ở thành phố có thể nói là anh là một cái họa sĩ đã cũng tài năng nhân dịp xem nhiều lần mà hôm nay đi xem cái phòng tranh của họa sĩ Trương Thanh Minh nó có cái điều đó là ngoài cái truyền thống tranh thủy mạc nội dung đề tài của thủy mạc nó cũng có cái sức sống về mặt cái mỹ thuật nghệ thuật mà nói đó cũng có cái sức sống mà nó nhưng mà hôm nay cái đề tài mới mà họa sĩ Trương Thanh Minh từng thể hiện đó nó có những cái phong cách của tranh thủy mạc nhưng mà đồng thời nội dung lại là nghệ thuật ở Việt Nam. Tôi nghĩ điều đó là tôi xin trao đổi với ông Nghi Cầm Vĩ ở đây với người tiền bối giáo sư để cái hôm rồi đó tôi có đi Pháp thì tôi gặp một cái quả sư tên là Dương Nhược Lan là đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh Quảng Đông là một cái nhà họa sĩ cũng có tài năng cũng trong hệ phái Việt Nam thì tôi cố gắng tôi xin một cái xin lỗi cố gắng để đợi cháu thì tôi mới suy nghĩ thế này tôi đang trong những năm dài chiến tranh nha rồi anh không có điều kiện nghiên cứu cái trường phái Việt Nam mà trường phái này tôi nghĩ là một cái trường phái có những cái đức danh quả mà đó mình chưa có việc nghiên cứu xong nó vô tận nghệ thuật này vô tận mà đó nghệ sĩ Trương Thanh Minh người sinh sống ở đây làm thế nào trong cái đề tài nội dung của quốc pháp và hệ phái Việt Nam nhưng mà tranh thủy mạc thể hiện được đất nước và con người Việt Nam thì như vậy là thông qua chúng ta ghi nhận những gì tinh túy của phái Việt Nam theo phái quả nhưng mà tranh thủy mạc của Việt Nam thể hiện những đề tài nội dung đất nước và con người Việt Nam thì tôi mới nghĩ rằng nếu như sắp tới đây cái mối quan hệ này ngày càng phát triển thì cái đề tài mà mang nội dung vô cùng phong phú của đất nước Việt Nam con người và qua ở đây sẽ sống đi diễn làm tôi nghĩ Trung Quốc cái các nước đang xung quanh đây nếu mà trong hệ phái của Việt Nam mà trải đất toàn thế giới đây là không ai thay thế được Trương Thanh Minh bởi vì phải hiểu đất nước và con người Việt Nam này chân thôi thì mình làm học trò á thì học trò cũng chiến thắng ảnh thì học trò dở của ta mà cái này là cần nghiên cứu cái đó là biết cần mình học nhưng mà cái gì là đặc biệt nhất và phong phú nhất là của đất nước và con người Việt Nam mình là sinh sống ở đây thì biết là đó thì không ai thay thế đó là một điều mà chúng tôi suy nghĩ một cái thứ hai cái nguồn sống của mình ở đất nước Việt Nam vô cùng tận hết sức phong phú thì muốn như vậy đó thì tôi đề nghị thế này tôi cũng có suy nghĩ lúc nào đó bà chị Trương Thanh Minh đang có chuyện mà chúng ta cùng đi từ miền Nam tới miền Bắc những đất nước và con người ta tiếp xúc càng rộng thì đề tài đó càng phong phú càng ghi nhận những cái hiện thực
nhau của đất nước và con người. Thì tôi nói ví dụ thế này, hồi nãy tôi hỏi bà sĩ Dương Nam Minh một cái bức vẽ có cái tháp, thì tôi hỏi cái tháp này ở đâu, thì cái nút này trong nghệ thuật thì ta sẽ hư không. Nhưng mà nếu đó biến thành cái tháp của chùa Thiên Hộ hay là những cái tháp của miền Bắc Nam của là đất nước mình thì nhiều tháp lắm, phong cảnh đẹp. Cái tháp như vậy đó, đây là tháp của chùa Thiên Hộ và ba câu thơ vào đó thì đẹp. Chắc cái tháp này ở đâu thì chẳng được, nhưng mà không biết địa chỉ ở đâu, tôi xin lỗi cho nó. Tôi muốn cái đề tài đó mà đất nước mình vô cùng phong phú. Ở đây có Kỳ An, ở đây đó, sắp tới đây bao nhiêu công trình lớn. Nếu mình muốn quả cái mai thì vườn mai của đất mình, cái đào thì có vườn đào của anh là không cảnh đạo. Tôi là người qua, tôi đang công trình đó tôi hiểu. Nhưng mà người khác thì hiểu cái đẹp của cây hoa đào và của cây cảnh nông thôn. Nhưng mà rất thể hiện đó. Lúc nào ta xây dựng cái đường đây để em sát hướng cái đường gì đó thì anh giải quyết quả đó, đánh dấu cho một phần đàn ơi. Mà thôi thì tôi nói dài dòng sẽ mất thì giờ vì vậy nhưng tôi phải xin kết thúc một sự chuyển hướng có nội dung vừa cách mạng vừa nghệ thuật vừa nâng cao nghệ thuật. Rồi đây tin chắc rằng họa sĩ Trương Thái Minh sẽ đem những bức họa đất nước con người Việt Nam trên cái bút pháp đó của họa sĩ Trương Thái Minh Lĩnh Nam, mà cũng là cái bút pháp của cái phim ảnh về Trung Quốc diễn lãm để thể hiện cái tình hữu nghị của hai dân tộc. Kính chúc tất cả các anh chị ở đây sức khỏe và Trương Thái Minh không ngừng phát triển theo cái nội dung định hướng đó. Tôi nói phải có đúng không, biết có đúng không. Thôi xin kính chúc anh Trương Minh và xin kính chúc các nhà báo, các đồng chí ban tổ chức ở đây một việc làm thành công bước đầu. Xin hết. Xin hết sức cảm ơn những lời phát biểu, những cái lời tâm tình rất là sâu nặng của bác Nghị Đoàn đối với họa sĩ Trương Nam Minh, đồng thời cũng nói chung chúng ta và đối với giới báo chí thì chúng tôi ghi nhận những ý kiến rất quý. Bây giờ thì tôi xin mời anh Nguyễn Đăng Quang, giám đốc công ty thương mại Lâm Sơn. Anh Quang đó trước đây mọi phòng tranh của hội nhà báo là đều đến cấp tân, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy anh Quang mua với một số tranh nhiều như ngày hôm nay. Thì không biết là có sở thích gì đặc biệt với tranh thủy mặc nó trong anh Lâm Sơn. Hôm nay đến phòng tranh của họa sĩ do họ nhà báo đặt ra nói với những người họ chỉ là sản xuất để làm được các đề các tác phẩm của toàn bộ các nhân viên văn hóa hàng ngày là nhân dân thì phải nói là các bức màn từ lâu nay chúng tôi cũng chưa chuyển thể sang sân mạng, và đây là lần đầu tiên con đỏ mua tấm hình mạng để chuyển thể qua trang sân mạng. Và trên hôm nay, qua lòng đầu tiên của bà sĩ và đồng viên chung và đồng viên của tấm hình mạng các con hóa của bà sĩ sẽ tương tâm cũng cần trọng lòng một số tác phẩm có giá trị và nội dung thì là qua trang sân mạng của bà sĩ. Trong cái số cảm tưởng đưa điện cùng với lãnh giả cũng cho ý kiến của mình, xin chân thành cảm ơn phần tất cả của anh có mặt luôn. Tiếp tục Thank you.